Hãng phim Hollywood Warner Bros. Hôm 6 tháng 7 nói bản đồ có chứa đường đứt đoạn xuất hiện trong bộ phim Barbie sắp ra mắt chỉ là một bức vẽ trẻ con không có ý nghĩa gì và không nói lên gì. Phát biểu chính thức của Warner Bros. Được đưa ra vài ngày sau khi Việt Nam quyết định cấm chiếu bộ phim này vì cho rằng đường đứt đoạn trong một cảnh phim là đường chính đoạn thể hiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Việt Nam có tranh chấp. Philippines, nước cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, cũng đang xét lại việc trình chiếu bộ phim này. Cơ quan quản lý phim của Philippines không cho biết lý do tại sao bộ phim phải xét lại và cũng không nói khi nào sẽ có quyết định cho phép bộ phim được chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Bản đồ trong Barbie Land là một bức vẽ bằng bút chì màu kiểu trẻ con, hãng phim Warner Bros. Nói trong một tuyên bố. Những nét vẽ nguệch ngoạc mô tả hành trình giả tưởng của Barbie từ Barbie Land đến thế giới thực. Nó không có ý định đưa ra bất kỳ loại tuyên bố nào. Warner Bros. Cho rằng bản đồ này là vô hại. Bộ phim Barbie của đạo diễn Greta Gerwig do diễn viên Margot Robbie và Ryan Gosling thủ vai chính ban đầu dự kiến ra rạp ở Việt Nam vào ngày 21 tháng 7 cùng ngày với ở Mỹ, nhưng đã bị gỡ ra khỏi lịch chiếu của các nhà phát hành phim lớn và các trang mạng. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 7 nói việc quảng bá sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có đường chính đoạn ở Việt Nam là vi phạm các quy định và không được chấp nhận tại Việt Nam. Trước phim Barbie, Việt Nam đã từng cấm một số bộ phim khác với lý do tương tự.